cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem những tin tức thể thao trên kênh Tin Tức Online của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin đặc biệt và đầy bất ngờ trong thế giới thể thao ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với thông tin đầy bất ngờ từ giải bóng chuyền cúp VTV9 Bình Điền 2024. Bóng chuyền binh chủng thông tin đã gây chấn động khi quyết định thuê một phụ công từ Thái Lan tham dự giải. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam có sự góp mặt của một cầu thủ ngoại quốc trong một giải đấu quốc nội. Sự xuất hiện của phụ công Thái Lan hứa hẹn sẽ mang lại những diễn biến đầy kịch tính và hấp dẫn cho khán giả. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại kỷ niệm đẹp của bóng chuyền nữ Việt Nam khi họ lần đầu tiên đánh bại đại diện Thái Lan và ghi tên mình vào giải đấu thế giới. Đó là một chiến tích đầy ấn tượng, cho thấy sức mạnh và tinh thần chiến đấu của đội tuyển. Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua thông tin gây chấn động từ giải hạng A toàn quốc. Một lần nữa, người hâm mộ được chứng kiến những giọt nước mắt ấm ức của bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh khi họ rời sân trong nước mắt vì quyết định của trọng tài. Điều này thực sự là một cái kết bất ngờ và đầy tiếc nuối, cho thấy những gì mà các cầu thủ phải đối mặt và vượt qua trong mỗi trận đấu. Hãy tiếp tục theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin thể thao mới nhất và đừng bỏ lỡ những diễn biến đầy kịch tính trong thế giới thể thao. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin bóng chuyền binh chủng thông tin thuê phụ công Thái Lan dự cúp VTV9 Bình Điền 2024. Trong ngày 29 tháng 4, đại diện của đội bóng binh chủng thông tin đã đạt được một thỏa thuận quan trọng, thuê tăng cường từ Thái Lan. Và cái tên được tung ra là Wacha Nuanjam, một tay đập tài năng đến từ đội Supern Tip Chonburie Tet của xứ sở Chùa Vàng. Sự xuất hiện của cầu thủ ngoại này đã tạo ra một làn sóng kỳ vọng lớn trong đội hình của binh chủng thông tin, khi mọi người đều hy vọng rằng cô sẽ đem lại sự bổ sung tích cực và sự kết hợp hoàn hảo với các đồng đội tại Việt Nam. Ban huấn luyện của đội đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự thể hiện của Wacha Nuanjam, đặc biệt tại giải đấu cúp VTV9 Bình Điền 2024 sắp tới. Mục tiêu của đội bóng khi tham gia giải đấu ở Đắk Lắk là không chỉ đơn thuần là giành chiến thắng, mà còn là cơ hội để từng cầu thủ thể hiện sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu cao nhất trên sân đấu. Đây không chỉ là một cuộc thi đấu, mà còn là cơ hội để xây dựng và củng cố tinh thần đồng đội, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ trong đội bóng. Wacha Nuanjam, phụ công sinh năm 1996, là một tuyển thủ bóng chuyền nữ hàng đầu của Thái Lan. Sự xuất hiện của cô tại đội bóng binh chủng thông tin đã gây ra một làn sóng kỳ vọng lớn, đặc biệt sau khi cô đã từng gần như gia nhập đội nữ áo lính của bóng chuyền Việt Nam trong giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô đã không có mặt tại Việt Nam, làm mất đi một cơ hội lớn để thể hiện tài năng của mình trên sân đấu nước này. Giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và Cúp Hùng Vương 2024, đội bóng binh chủng thông tin đã thuê tăng cường từ Thái Lan với hai tay đập kỳ cựu là Plemit Thinkao và chủ công Siriwan BK. Tuy nhiên, không may, cả hai tuyển thủ này đều không kịp trở lại Việt Nam để tham dự cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Sự vắng mặt của họ tạo ra một lỗ hổng lớn trong đội hình của binh chủng thông tin, nhưng việc thuê Wacha Nuanjam sẽ có thể là giải pháp để điền vào khoảng trống đó và mang lại sự cân bằng cho đội bóng. Theo thông tin từ ban huấn luyện của đội bóng nữ áo lính, ngày 30 tháng 4, phụ công Wacha Nuanjam đã đặt chân đến Việt Nam để có thời gian làm quen với các đồng đội trước khi bắt đầu các buổi tập luyện chuyên môn và chuẩn bị cho cuộc đấu tại Đắk Lắk. Đội bóng dự kiến sẽ đến Đắk Lắk vào ngày 5 tháng 5 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Với sự xuất hiện của Wacha Nuanjam, các nhà quản lý và huấn luyện viên của đội áo lính hy vọng rằng sẽ có thêm sự đa dạng và sự cân bằng trong đội hình, từ đó nâng cao cơ hội cho đội bóng thi đấu tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Điều này đồng nghĩa với việc, tại giải đấu này, một số câu lạc bộ hàng đầu của Việt Nam như VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang và binh chủng thông tin sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ với sự bổ sung của các cầu thủ ngoại, tạo ra một cuộc đua kịch tính và cam go. Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 diễn ra từ ngày 11 tới 19 tháng 4 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng tham dự gồm VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, binh chủng thông tin, U20 Việt Nam, U20 Thái Lan, Tứ Xuyên, Trung Quốc, TFU Blue Cat. Giải đấu có lắp hệ thống video iChallenge, mắt thần để hỗ trợ công tác điều hành khi thi đấu của trọng tài trên sân. Tiếp theo tròn 1 năm kỷ niệm đánh bại đại diện Thái Lan, bóng chuyền Việt Nam ghi tên mình vào giải đấu thế giới. Tròn 1 năm kỷ niệm đánh bại đại diện Thái Lan, bóng chuyền Việt Nam ghi tên mình vào giải đấu thế giới.
ngày 2 tháng 5 năm 2023, sân bóng của Sport Center 1 trở thành bãi chiến trường của cuộc đấu chung kết đầy kịch tính khi đối đầu với Diamond Phúc, biểu tượng của sức mạnh bóng chuyền nữ Thái Lan. Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một mùa giải, mà còn đưa ra thông điệp mạnh mẽ về sự thống trị của bóng chuyền nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khi đội vô địch mùa giải trước, Gelesimco Thái Bình, không thể tham dự, Sport Center 1 đã lên tiếng, nhận lấy vai trò đại diện của chủ nhà, với hy vọng tiếp tục lập nên kỳ tích mới. Bước vào giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận được khá nhiều sự nghi ngờ về khả năng đi xa và giành thành tích bởi đối thủ hùng mạnh đến từ các quốc gia khác trong châu lục, mỗi cái tên đều là một thách thức to lớn. Diamond Phúc, Thái Lan, câu lạc bộ Liaoning, Trung Quốc, Tây Can, Iran, Hishamitu Spring, Nhật Bản và King Wiltai, Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, thử thách không làm bừng tỉnh giấc mơ của đội bóng nữ Việt Nam. Thấu hiểu rằng sức mạnh đến từ lòng quyết tâm và khát vọng chiến thắng, các cô gái chủ nhà đã bắt đầu hành trình của mình với lòng kiên định và sự tự tin. Trận đấu, họ không chỉ đối mặt với áp lực từ sân đối thủ, mà còn phải vượt qua những nghi ngờ từ chính bản thân mình và từ những người đặt ra câu hỏi về khả năng của họ. Nhưng qua từng trận, sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không chỉ là những người chiến thắng trên bảng điện tử, mà còn là những chiến binh kiên cường, đã chứng minh bằng hành động rằng họ xứng đáng với vị trí của mình. Các trận đấu không chỉ là cuộc chiến về điểm số, mà còn là cuộc đấu tranh để chứng minh giá trị và tinh thần của mỗi thành viên trong đội. Còn nhớ ở trận chung kết AVC Club diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2023, Sport Center 1 đã đối đầu với đối thủ mạnh mẽ là Diamond Phúc từ Thái Lan. Đội bóng Thái Lan sở hữu những vận động viên nổi bật như chuyền hai Nutasa, Sasipol, Waipor và ngoại binh, khiến cho trận đấu trở nên nặng ký và đầy cạnh tranh. Ngay từ đầu, Diamond Phúc đã thể hiện sự ưu thế vượt trội bằng việc giành chiến thắng nhanh chóng trong hai set đầu tiên của trận chung kết. Sức mạnh của đội bóng Thái Lan đã khiến nhiều người tin rằng trận đấu sẽ nhanh chóng khép lại sau 3 set đấu. Tuy nhiên, Sport Center 1 không chấp nhận để mình bị khuất phục dễ dàng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những điều chỉnh chiến thuật thông minh và mang đến những mảng miếng đánh gây bất ngờ, tạo ra sức ép lớn với hàng phòng sự của đối thủ. Sport Center 1 đã nhanh chóng phục hồi tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ, giành chiến thắng trong set 3 và 4 để đưa trận đấu chung kết phải bước vào set thứ 5 để phân định thắng thua. Và trong set đấu quyết định, không ai có thể phủ nhận sức mạnh và sự quyết đoán của Sport Center 1. Thanh Thúy cùng các đồng đội đã chơi với tinh thần cuồng khích và không ngừng đấu tranh, dẫn đến chiến thắng áp đảo với tỷ số 15-9 trong set thứ 5. Chiến thắng này không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là một sự khẳng định mạnh mẽ cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Với chức vô địch tại giải AVC Club 2023, Sport Center 1 đã lập nên một kỳ tích lịch sử. Đội bóng này đã đặt tên mình vào danh sách các đội tham dự giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023, đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam góp mặt tại một giải đấu cấp độ thế giới. Điều này là một cột mốc quan trọng và là nguồn động viên lớn lao cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên con đường chinh phục những vinh quang mới. Và cuối cùng là thông tin chấn động đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ cũng như rất nhiều bình luận trái chiều trên các diễn đàn bóng chuyền khi thêm một lần người hâm mộ được chứng kiến những giọt nước mắt ấm ức của bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh rời sân trong nước mắt vì trọng tài tại giải hạng A cùng cái kết bất ngờ. Trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên vào ngày 29 tháng 8 trong khuôn khổ giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024 đã thu hút sự chú ý của toàn bộ cộng đồng bóng chuyền. Đây không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh mẽ, mà còn là sự thách thức và kiểm tra thực lực của họ khi họ phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh sắc nét nhất. Trong cuộc chiến này, cả hai đội bóng đều tỏ ra rất cố gắng và quyết tâm. Thành phố Hồ Chí Minh, với lối chơi tập thể và sự gắn kết vững chắc, đã thi đấu không một lỗi lầm nào, trong khi Thái Nguyên lại tỏ ra khá mạnh mẽ nhờ vào sự dẫn dắt của đầu tàu Đặng Thị Hồng. Sự cân bằng diễn ra trong hai set đầu tiên, nhưng Thái Nguyên đã có được sự nhỉnh hơn và vượt lên với chiến thắng 25-22 và 25-23. Việc dẫn trước 2-0 không chỉ tạo ra một tâm lý thoải mái cho các cô gái Thái Nguyên mà còn đặt ra một áp lực lớn đối với đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đội đều biết rằng mọi quyết định trong những set đấu tiếp theo sẽ quyết định đến kết quả cuối cùng của trận đấu này. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Trần Hiền, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra kiên định và quyết tâm hơn bao giờ hết. Họ đã không ngừng chiến đấu và không từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng, dù áp lực đổ dồn lên họ từ mỗi cú đập, từng bước tiến của đối thủ. Trận đấu đã chứng kiến những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, khi một loạt các quyết định được xem là không công bằng được đưa ra trong thời gian thi đấu. Trong set 4, đỉnh điểm của sự căng thẳng đã đạt đến khi tỷ số đang là 9-8 và trọng tài đã xác định 2 điểm liên tiếp cho Thái Nguyên,
khiến các cô gái thành phố Hồ Chí Minh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhìn thấy những quyết định không công bằng, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định rời sân để phản đối. Huấn luyện viên Trần Hiền và cô học trò Đặng Thị Huỳnh Nhi không thể giấu được cảm xúc của mình khi bật khóc ngay ngoài đường biên. Mặc dù nhận được sự động viên từ giám sát trận đấu, nhưng Huỳnh Nhi vẫn phải liên tục lau nước mắt ấm ức. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm không ngừng, các cô gái thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trở lại sân và tiếp tục cuộc chiến. Và họ đã gây bất ngờ lớn khi chơi đầy quyết tâm và ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2, 22, 25, 23, 25, 25, 20, 25, 18, 15, 13, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại giải hạng A năm nay. Điểm quyết định của trận đấu, khi một cú nhảy trắng của Thái Nguyên bị xác định bóng ra ngoài, cũng đã tạo ra rất nhiều tranh cãi và tình huống nhạy cảm. Điều này thể hiện rõ rằng các trận đấu không chỉ là cuộc đối đầu trên sân, mà còn là cuộc đấu về quyết định và công bằng. Cùng với sự phản ứng của người hâm mộ và các cầu thủ, nước mắt đã chảy như một biểu tượng cho sự đau đớn và mong chờ từ mọi người. Những giọt nước mắt ấm ức của bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh tràn ngập sân đấu, không chỉ vì những trọng tài tại giải hạng A mà còn bởi cái kết đầy bất ngờ của trận đấu quyết định. Trận đấu đầy cam go giữa thành phố Hồ Chí Minh và đối thủ đã đến gần hồi kết. Mỗi cú đập, mỗi pha phản công đều mang theo hơi thở của cuộc cạnh tranh gay cấn. Trong những phút cuối cùng của trận đấu, điểm số đã chênh lệch rất mong manh, một dấu hiệu cho thấy sẽ có một kết quả đầy bất ngờ. Nhưng khi sức nóng của cuộc chiến dường như đang đạt đến đỉnh điểm, sự không công bằng đã ập đến như một cú sốc không lường trước. Trọng tài, những người được giao trách nhiệm giữ sự công bằng và công minh, lại bất ngờ ra quyết định gây tranh cãi, đặt ra nghi vấn lớn về tính công bằng của trận đấu. Những người hâm mộ đầy trung thành của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh không thể tin vào những gì mình chứng kiến. Cảm xúc từ sự bàng hoàng, tức giận đến sự thất vọng đã tràn ngập không khí. Những giọt nước mắt ấm ức của những cô gái trên sân vẫn còn chưa kịp khô, đã bị đặt dấu chấm hết cho một cuộc chiến không công bằng. Tuy nhiên, dù đau lòng và ấm ức, bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh đã rời sân với sự kiên định và tự hào. Họ biết rằng họ đã đấu đến cùng, đã đặt hết tâm huyết vào từng cú đập và không thể kiểm soát được những quyết định của trọng tài. Điều quan trọng là họ đã giữ vững niềm tự hào và lòng kiên nhẫn, biết rằng công lý sẽ được đền đáp bằng chiến thắng 3-2 chung cuộc.